Tiến sĩ Mark Verkler là người sáng lập trường Đại học Lãnh đạo Cơ đốc. Ông là người tiên phong trong sự dạy về cách lắng nghe tiếng Chúa và được nhiều người biết đến. Từ năm 1972, ông đã dạy cho Hội Thánh Chúa khắp sáu lục địa về cách làm thế nào để sống mật thiết với Đức Thánh Linh. Khóa học này có tựa đề là làm thế nào để lắng nghe tiếng Chúa. Giáo sư Mark kết hợp những phương pháp từ Kinh Thánh về khải tượng và sự ghi chép để giúp các bạn có thể nhận biết và hiểu rõ những ý nghĩ đến từ Chúa Mục tiêu của bài học này là giúp bạn bắt đầu cuộc hành trình đối thoại hai chiều với Đức Chúa Trời hằng sống. Bài học này mang tựa đề sự thân mật tâm linh, ước muốn từ tâm lòng của Chúa. We want to welcome you to another session of How to Hear God's Voice. Xin chào mừng các bạn đến với bài học tiếp theo trong loạt bài lắng nghe tiếng Chúa. It's amazing to me the passion that God has to talk to us. Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng Chúa rất muốn nói chuyện với chúng ta. As I began to journal, I journaled every morning for weeks. Khi tôi bắt đầu ghi nhật ký, mỗi buổi sáng tôi đều ghi lại và làm như vậy trong nhiều tuần. And then I found my life got a little bit busy. Rồi cuộc sống tôi bắt đầu bận rộn hơn. And so I would set journaling aside and not do it some days. nên tôi không ghi chép trong một thời gian. And the Lord would beg me. He said, "Mark, come spend time with me." Và Chúa khuyên này tôi, ngài nói, Mark hãy đến dành thời giờ cho ta. He said, "This is the most important part of your day, just hearing from me." Ngài nói đây là phần quan trọng nhất trong ngày của con, chỉ hãy lắng nghe lời ta. And he really, really begged me to spend time with him. Và ngài thật sự đã khuyên này tôi dành thời giờ với ngài. Và cuối cùng Revelation. Ngài đã dẫn tôi từ sáng thế ký đến khải huyền. And me Ngài đã chỉ cho tôi thấy sự thật Ngài rất mong muốn con cái Ngài lắng nghe tiếng Ngài. And Và tôi muốn dẫn các bạn đi qua bước đường mà Ngài đã dẫn tôi qua. He started me in the in the garden of Eden with Adam and Eve. And he said, "Look how look at the plan that I gave to us to to Adam Ngài and Eve initially." He said I walked and talked with them in the cool of the day. So that would be morning and evening just spending time on a daily basis talking with God. Ví dụ là buổi sáng hay buổi tối hay dành thì giờ mỗi ngày chỉ để chuyện trò với Chúa. suppose Tôi tin rằng họ thay vì nói nhiều hơn với Chúa thì họ đã để Chúa nói với họ. Và so đã bày tỏ dự định và mong muốn của Chúa. His desire is daily communication with us. Mong muốn của Ngài là mỗi ngày chuyện trò với chúng ta. It's amazing how many people don't believe that. có rất nhiều người không tin như vậy. Some people believe that when he finished writing the Bible, he quit Một số <coughs> người tin là khi ngài hoàn tất việc viết kinh thánh thì ngài không còn <coughs> phán nữa. And some people feel that in our Christian lives, he'll withdraw his presence and withdraw his voice and not talk to us for a period of time. Và một số người cảm thấy rằng ngài rút lui sự hiện diện của ngài và rút lại tiếng ngài không phán với chúng ta trong một khoảng thời gian. Well, since I've learned how to hear his voice, I've been able to hear his voice every single day for the last 30 years. So I don't really believe that God chooses to withdraw his presence. I believe he is so passionate for us to hear his voice. Tôi tin rằng Ngài rất muốn uh, chúng ta nghe tiếng của Ngài, nên Ngài đã sai Chúa Giêsu đến thế gian chết cho chúng ta tinh thập tự giá để phục hồi mối quan hệ với chúng ta. So then Adam and Eve sinned, Cho nên khi Adam và Eva đã phạm tội. And the communication with God was broken. Thì sự tương giao với Chúa đã bị phá vỡ. And then God said, "I want to restore Và sau đó Chúa phán, "Ta muốn phục hồi điều đó." He said, I can't accept the fact that I can't talk to my children. Ngài phán, ta không thể chấp nhận sự thật là ta không thể nói chuyện với con cái của ta. So I'd like you to turn in your Bibles to Deuteronomy chapter 5, verse 23. Vậy tôi muốn các bạn mở kinh thánh ở trong phục truyền đoạn 5 câu 23. Deuteronomy chapter 5, verse Phục truyền đoạn 5 câu 23. And it recounts the story of how God Đoạn này thuật lại chi tiết câu chuyện về việc Chúa cố gắng phục hồi tiếng phán của Ngài cho con cái Ngài. He into a with them. Ngài bước vào một giao ước với họ. Ngài phán, ta sẽ là Chúa của các con, các con sẽ là dân sự ta. And he said, I'm going to my voice. Và Ngài nói, ta sẽ phục hồi tiếng phán của ta. And he takes them to Mount Sinai where he begins to speak to them. And Moses is recounting what happened when God did Và this. In verse 23, he says this Câu số nói thế này. When you Israelites heard the voice of God, from the midst of the darkness, while the mountain was burning with fire, you came near to me, all the heads of your tribes and your elders. các ngươi vừa nghe tiếng giữa nơi tối tâm phán ra, thì những quan trưởng của các chi phái và những trưởng lão các ngươi đến gần ta. And you said, Behold, the Lord our God has shown us His glory and His greatness and we have heard His voice from the midst of the fire as... Uh, And we have seen today that God speaks with man and yet man can live. Mà nói rằng kìa, Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ lửa phán ra. Ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người và loài người vẫn còn sống. Nhưng bây giờ cớ sao chúng tôi phải chết? For then, why should we die? For this great fire will consume us if we hear the voice of the Lord our God any longer. Then we shall die. Đám lửa lớn này sẽ tiêu diệt chúng tôi hết. Nếu chúng tôi còn nghe tiếng của đức Chúa trời chúng tôi, thì chúng tôi phải chết. For who is there in all the flesh who has heard the voice of the living God speaking from the midst of the fire as we have and live? Vì có người phàm nào nghe tiếng Đức Chúa trời hằng sống phán ra từ giữa đám lửa như chúng tôi mà còn sống không? So God is offering His voice to His children. Chúa ban tiếng của Ngài cho dân sự Ngài. And with His voice comes something called fire. Và tiếng Ngài đến với lửa. And they say if we hear His voice, và họ nói, Nếu chúng ta nghe tiếng Ngài, it's going to bring us into a death process. Thì sẽ dẫn chúng ta đến sự chết. We're going to die to ourselves, chúng ta sẽ chết với chính mình. die to our own flesh. Chúng ta And what's going to happen is they're going to come alive to the Holy Spirit. Và gì sẽ xảy ra là họ sẽ sống với Đức Thánh Linh. But they don't want to go through a death process. Nhưng họ không muốn đi qua sự chết. They say, God, there's way too much heat họ đã nói, Chúa ơi, ở đây nóng quá. And so they have a suggestion. Cho nên họ có một kiến nghị. And it's found in verse 27. được tìm thấy trong câu số 27. They say, Moses, how about if you go near and you can hear what the Lord your God says and you can tell us about it. And now with friends like that, you don't really need to have enemies. Because they're saying, we don't want to be burned by họ the fire. But Moses, we don't mind if you get burned by the fire. Nhưng Moses, chúng tôi cũng không quan tâm nếu ông bị cháy. So why don't you go and why don't you die to the flesh? Tại sao flesh? ông không đi? Tại sao ông không chết đi xác thịt của mình? And you can come back and tell us about the experience. Và ông có thể trở lại để nói chúng tôi về kinh nghiệm đó. What really doing is Những God Những gì họ đang down. thật sự làm là họ không muốn nghe tiếng Chúa. Saying, "I don't want a relationship họ with you." Họ đang nói chúng tôi không muốn có một mối liên hệ với Ngài. Chúng tôi voice. không muốn nghe tiếng Ngài. Nếu tôi là cha mẹ mà con tôi nói, con không muốn nghe tiếng của cha, là người cha, lòng tôi sẽ tan vỡ. Và tôi nghĩ Chúa cũng tan vỡ tấm lòng như vậy, bởi vì Ngài muốn có mối liên hệ với con cái Ngài. Ngài đang cố khôi phục tiếng của Ngài cho con cái của Ngài. And they're saying too much heat. Ba, họ nói, Nóng quá. So, wh what's the response? Vậy, đáp ứng ở đây là gì? Verse 30. 30. You go and say to them, return to your tents. Verse but as for you, Moses, you can stand here by me, and I will speak to you all the commandments, the statutes, the judgments that you shall teach them, that they may observe them in the land I will give them to possess. Nhưng Con hãy ở lại đây với ta, ta sẽ truyền cho con các điều răng luật lệ và mệnh lệnh mà con sẽ dạy lại cho dân chúng để họ thực hành trong xứ mà ta sẽ ban cho họ làm cơ nghiệp. God is saying it Chúa đang to nói talk. rằng nếu các ngươi không cho ta nói thì không được. And I'm speak. Ta sẽ nói. And if you don't want to hear my voice, you can go back to nếu your tent. But Moses, if you're willing to hear my voice and you stay here next to me, So Moses got a relationship with God. Có một mối liên hệ với Chúa. He heard God's voice. Ông đã nghe tiếng Chúa. And the Israelites, instead of a relationship, they got a bunch of laws. Và dân Israel thay vì có một mối liên hệ thì họ có một đống luật pháp. They got laws, statutes, commandments, and the end of the law is Họ death. có những luật lệ, đạo luật, điều răn và cuối cùng của luật pháp là sự chết. And that's a choice that you and I have every single morning và when Và đó we là một sự lựa up. chọn mà bạn và tôi mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy. We can say, good morning, Lord. I'm glad you're here. Can we chat? Chúng ta có thể nói, xin chào Chúa buổi sáng. Con rất vui vì Ngài ở đây. Chúng ta có thể trò chuyện không? What do you want to say to Ngài today? muốn phán gì với con hôm nay? And he'll give you some instruction for the day. Và rồi Ngài sẽ cho bạn một số hướng dẫn nào đó cho ngày đó. Or if you don't want to do that, you can go to some laws. nếu bạn không muốn làm điều đó, thì bạn có thể đi đến với một số luật lệ. And statutes and commandments. đạo luật và điều răng. And you can say, well, let me see. There's about five things I should do to make God happy today. bạn có thể nói để xem hôm nay có 5 điều tôi cần phải làm để Chúa vui. So let me go do those things, and I'm going to hope He's going to be happy. Vậy hãy để tôi đi và làm những điều mà tôi hy vọng rằng Ngài sẽ vui. God said, I did not create you to live out of laws. Chúa phán, ta không tạo nên con để sống theo luật pháp. I created you to live out of a relationship with me. Ta đã tạo nên con để sống trong mối quan hệ với ta. To live out of my để sống theo tiếng của ta Because when I try to live out of law I feel guilt, condemnation and death. Bởi vì khi tôi cố gắng sống bằng luật pháp thì tôi cảm thấy mặc cảm, bị định tội và chết. And for 10 years as a Christian I couldn't hear God's voice, so I just lived in condemnation all the Và trong 10 the time. năm theo Chúa, tôi đã không nghe được tiếng Chúa, vậy nên tôi đã sống suốt thời gian đó thật sự trong sự định tội và khi tôi đã học lắng nghe tiếng Ngài, Chúa đã đem tôi ra khỏi sự định tội. Ngài phán với tôi nhiều điều mà tôi không nên làm. Đó là những điều tôn giáo mà tôi đã làm bởi vì tôi nghĩ những điều đó khiến cho Chúa vui lòng. Ngài phán không, ta chỉ muốn dành thời giờ trò chuyện với con. And so he freed me from religion and brought me into a relationship with himself. Vì vậy, Ngài đã đem tôi ra khỏi tôn giáo và đem tôi vào mối liên hệ với chính Ngài. And he will do that with with you also as you hear his voice on a daily và Ngài basis. Ngài cũng sẽ làm điều đó với bạn khi bạn nghe tiếng Chúa mỗi ngày. Now there's a verse that we skipped, so let's go back to it. Chúng ta hãy trở lại câu kinh thánh khi nãy. It's verse 28. Đó là câu số 28. The Lord heard the voice of your words which you spoke to me, and the Lord said to me, "I've heard the voice, of the words, of this people which they've spoken to me. They have done well in all they have spoken." nghe những lời anh em nói với tôi, nên ngài phán với tôi, Ta đã nghe những lời dân này nói với con, những gì họ nói với con là đúng. Well, that sounds like God was happy in what they because they just turned God's voice down and he says, you did well in what <coughs> you said. But let's read verse 29. And you're, you're going to see an ache in his heart. He said, oh, that they had such a heart in them that they would fear me, that they would keep my commandments always, that it would be well for them and their sons forever. như dân này luôn có lòng kính sợ ta, thường xuyên vân giữ các điều răng ta, thì họ và con cháu, họ sẽ được phước đời đời. He's, he's, he's in Ngài đang đau đớn. Ngài có ý rằng ước gì chúng nó đúng, nhưng không thể được because they can't keep these bởi laws. vì họ không thể tuân giữ những luật lệ này. Mục đích của luật pháp là một thầy giáo hướng dẫn chúng ta đến gần Chúa. Và mục đích khác của luật pháp là dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể giữ được luật pháp. không có một người nào công chính và chúng ta bị dốt trong cái sự không công chính. Luật pháp không có cách nào khiến tôi công chính. But they didn't know Nhưng mà họ không biết điều đó. So he said, okay, Và give Và Ngài nói, được rồi, hãy thử đi. It's good that you give it a try. Thật tốt nếu các ngươi thử. Because yeah. by giving it a try, you're going to realize it can't work. It doesn't Bởi work. Bởi vì khi các người thử thì các ngươi sẽ nhận thấy rằng không thể được, không thể làm được. And once you realize it don't work, doesn't work, then you can, come, then you can come to Jesus Và Christ. khi các người nhận ra rằng luật pháp không thể thi, thi, thi hành được, thì các ngươi sẽ đến với Chúa Giêsu. And then you can come back to a relationship rồi, with me. Và các ngươi sẽ trở lại trong mối quan hệ với ta. All right. So then we move on to David, King David. Bây giờ chúng David. ta hãy đến với vua David. King David is a man after God's own heart. Vua David là một người đi theo tấm lòng của Chúa. God says, look at what this guy Phán, is doing. Hãy xem người này đang làm thế này. He is doing what người I want. Người này đang làm những điều ta muốn. And what he's doing is he's dialoguing with God on a daily basis. Những gì ông làm là ông trò chuyện với Chúa mỗi ngày. He journals out 150 of his prayer sessions. Ông đã ghi lại 150 lời cầu nguyện của mình. He goes to God, he hears what God is saying and he writes it down. Ông đến với Chúa, ông nghe những gì Chúa phán và rồi ông viết xuống. He has dialogue with God. Ông đã trò chuyện với Chúa. God said, a man after Chúa phán rằng, người này làm theo lòng ta. So even though the nation as a whole turned God down, David reached out and got what God offered. Vậy nên khi cả dân tộc không nghe tiếng Chúa, thì David đã đạt đến những gì mà Chúa muốn ban cho. And then we come to Jesus. Và khi chúng Jesus. ta đến với Chúa And Jesus said, "I only do those things which I hear and see the Father doing." Và Chúa Jesus phán, ta chỉ làm những điều mà ta nghe và thấy Cha làm. And he said, this is eternal life that you would know him. Và him. Phán, sự sống đời đời là nhận biết Chúa. And that word for know is an intimate word for a husband knowing their wife. Và chữ biết ở đây là một danh từ thân mật dùng cho người chồng biết vợ mình. And they would bear Và a child. Họ sẽ child. con cái. And Jesus said, eternal life is knowing God intimately. Và Chúa Giêsu nói rằng sự sống đời đời là biết Đức Chúa Trời một cách mật thiết. It, It's hearing his voice within you. Đó là lắng nghe tiếng Ngài ở bên trong bạn. And it births something within you. Và nó sinh ra điều gì đó ở trong bạn. It births faith and hope and love. Nó sinh ra đức tin, tình yêu và hy vọng. And joy and Vui mừng và bình an. He said, "This is what it's about." Phán, đây là ý nghĩa của nó. Now Mary and Martha were two ladies who showed their love to Jesus in two Marie different ways. là hai người nữ đã yêu Chúa trong hai cách khác nhau. Jesus shows up unexpectedly at the door Chúa of their house. Xuất hiện ngoài cửa nhà của họ một cách bất ngờ. Can you picture the bà scene? Có thể hình dung cảnh này không? M Martha opens Má the door. mở cửa. And says, oh, it's nói, Jesus." Oh, Chúa And she slams the door in his face. Rồi bà đóng cửa lại. And she runs around and picks the entire house bà chạy lòng vòng và dọn dẹp nhà cửa. And she gets it all organized. Và khi bà đã làm xong việc rồi. And then she opens the door and invites ba, him ba in. bà mới mở cửa và mời ngài vào nhà. That's what doing. Đó là điều Martha đã làm. She is rushing around serving the king. Bà bận rộn để phục vụ nhà vua. Now Mary's not doing Còn Mary it. thì không làm như vậy. She is sitting at his feet, gazing into his eyes and enjoying words of love. Bà ngồi nơi chân ngài, nhìn chăm vào mắt ngài và vui hưởng những lời yêu thương. And Martha says, Mary bothers me. Và bà nói, Mary làm con khó chịu. Would you tell her to get to work? Xin ngài nói với cô ấy đi làm việc. We're not in heaven. Chúng ta chưa ở trên thiên đàng mà. We're chúng ta còn ở trên mặt đất mà. We have stuff chúng ta còn to do. việc phải làm. Chat, ở trên thiên đàng chúng ta có thể ngồi nói chuyện. But yeah. now we get people Nhưng bây giờ chúng ta phải cứu người. And Jesus said, Martha, Martha, you're worried and troubled about so many things. Và Chúa Giêsu phán, Martha, Martha, con lo lắng về nhiều điều. But really, only one thing is important. Nhưng thật sự chỉ có một điều quan trọng. And, yeah. and that's what Mary chose. Và điều đó là điều Mary lựa chọn. So what did Mary choose? đã chọn điều gì? She bà đã chose chọn sự tương giao. And Jesus said that's the only thing that's important. Và Chúa Giêsu nói đó là điều duy nhất quan trọng. I said really? Và bà nói thật vậy sao? He said well other things are important too. Ngài phán những điều khác cũng quan trọng. But in relationship to knowing God, this is the only important thing. Nhưng trong mối quan hệ để biết Chúa đây là điều quan trọng nhất knowing God is so much more important than everything else. It's like this is the only thing that counts. Biết Chúa quan trọng hơn bất cứ điều gì khác và đây là điều cần phải quan tâm nhất. So God is constantly saying, I want someone who will hear my voice. Vậy nên Chúa luôn luôn nói, ta muốn có ai đó sẽ nghe tiếng ta. <laughs> And what we keep giving him back is people who will keep his laws. Và những gì chúng ta dâng lại cho Ngài là những người giữ gìn luật pháp and be a servant. và là một tôi tớ của Ngài. said, I'd like you to be more than my servant. Ngài phán, ta muốn con hơn là một tôi tớ. I'd like you to be my ta muốn con là bạn của ta. no longer do I call you servants, I now call you Đối friends. đồ thì Ngài phán, ta không gọi các con là đầy tớ nữa, bây giờ ta gọi các con là bạn. So Paul was a man who did it right. Cho nên Paulo là người đã làm điều này đúng. In Philippians 3:10, Paul says this. Trong Philip đoạn 3 câu 10, ông nói rằng. He said, "Oh, that I might know Him." Cho đến nỗi tôi được biết Ngài. And the power of His resurrection. Và quyền phép của sự sống lại của Ngài. That lifts me. Điều đó đã nâng tôi lên. All right, so that word "know" is ginosko. Cái chữ biết đó là ginosko. All right, so he's saying, "Oh, I just want to be intimate with God." Ông đang nói rằng tôi muốn được mật thiết với Chúa. And because of that, God was able to lead him on his missionary journey. Và nhờ đó, Chúa có thể dẫn dắt ông trong cái cuộc hành trình truyền giáo của mình. It was the Holy Spirit that forbid him to go to Bithynia and Asia. Nhờ đó, Đức Thánh Linh đã không cho phép ông đi đến Bithynia và Châu Á. It was a dream at night of a Macedonian man motioning that led him over to Macedonia. Cũng nhờ đó, ông mơ thấy một người đàn ông Macedonia kêu cứu và đã dẫn ông đến Macedonia. He was being led on his missionary trip by the voice of God. Ông đã được dẫn vào hành trình truyền giáo của mình bằng tiếng Chúa. By dreams and by visions. Bằng những giấc mơ và khải tượng. Life, trong những năm đầu theo Chúa, điều đó đã không có ở trong tôi. I said, "There's a need. There's people who need to get saved. Let's go get them saved." Tôi nói, ở đó có nhu cầu, có nhiều người phải cần phải được cứu. Mình hãy đi cứu họ. I remember going door to door witnessing in my community. Tôi nhớ tôi đi từ nhà này sang nhà khác để làm chứng. This is before I'd learned to hear God's Tôi làm điều này trước khi tôi học nghe tiếng Chúa. I was just doing it because there was a law that said you're supposed to go làm điều đó bởi vì có một luật nói rằng các ngươi hãy đi và môn đệ hóa. And I went and knocked on this one man's door. Tôi đã đi và gõ cửa nhà một người đàn ông. He was so rough, gruff and so mean. I thought he was going to bite my head off. Ông thật là bồm sòm và thô lỗ. Tôi tưởng rằng ông sẽ cắt đầu tôi. And he said, "What do you want?" Anh muốn gì? I said, "Nothing, nothing. I just backed away." À, <laughs> tôi <laughs> nói không <laughs> có gì. Tôi dội bỏ đi. I said, "God, that was close." Chúa cũng gần là gần lắm rồi. He was really mean. Ông ta quá dữ tợn. So I decided no more door to -door witnessing. Nên tôi quyết định rằng tôi sẽ không gõ cửa làm chứng nữa. Then a few Vài months later, sau đó, after I'd learned to hear God's sau khi tôi học lắng nghe tiếng Chúa, God, God said, I want you to go back to that man's house and knock on his Phan, door again. Ta muốn con trở lại gõ cửa nhà người đàn ông đó một lần nữa. I said, God, that's not a good idea. Ơi, đây không phải là một ý hay. I, said, I almost got killed last time I did that. Lần trước con suýt bị giết rồi. He said, well, go do it anyway. nói, hãy đến làm điều đó đi. So I'm learning how to live out of God's Và tôi voice. học lắng nghe tiếng Chúa. So I said, decided to try Cho nên tôi quyết định đi đi trở lại. And when that man opened the door, here's what he said. Khi người đàn ông đó mở cửa, đây là những gì ông ta nói. He was heartbroken and he said, "Have you seen my family?" Ông ta rất đau đớn và nói rằng anh có thấy gia đình tôi không? And I said, "What do you he, he said, "I came home today from work and the closets were empty and my whole family had left." Ông nói hôm nay tôi đi về nhà thì thấy không còn quần áo và cả nhà tôi đã bỏ đi. That man was broken-hearted and tender. Người đàn ông này đau đớn và tan vỡ. And I told him I would help him find his family. Tôi nói với ông ấy tôi sẽ giúp ông ấy tìm gia đình của ông. And I Và tôi đã làm. counseled Và tôi đã cố vấn cho họ. And I was able to lead both of them to the Lord. Tôi đã dẫn dắt hai vợ chồng đến với Chúa. And they came to our Và họ đã đến với hội thánh chúng tôi. And they got baptized. So now he's being led by the Holy Spirit as to where to go and who to Và tôi đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt trong những nơi mình nên tới và ai mình sẽ nói chuyện với. And that's what và Paul đó did. Đó là điều Paulo đã làm. He was led by the Spirit on his missionary journey. Ông đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt trong cuộc hành trình truyền giáo của mình. The difference between living out of law and living in the Spirit. Sự khác biệt giữa sống với luật pháp và sống với Thánh Linh. Now let's come back and talk about Bây giờ hãy trở lại để nói về chúng ta. Would you turn your Bibles to Hebrews chapter 12, verse 18? <laughs> Hebrews chapter 12, verse 18. God says, you and I, we've not come to a mountain that can be touched into a burning fire and to darkness and gloom and a whirlwind. Anh em chẳng phải tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tâm tối, hoặc âm u, hoặc âm uế, hoặc gió dữ. Điều này, ông đang nói đến núi Sinai. Và Chúa đã phán, này hội Thánh, ta sẽ không đem các ngươi trở lại núi Sinai bởi vì các ngươi đã chưa làm tốt. There was a blast of a trumpet, there was a sound of words which was such that those who heard begged that no further word would be spoken to them. Có một tiếng kèn thổi lên, có một tiếng nói và điều đó làm cho những người nghe này xin rằng đừng phán tiếng đó với họ. He said you turn God down at Mount Sinai and God's not going to try that again. Các ngươi đã không muốn nghe tiếng Chúa ở núi Sinai và Ngài sẽ không thử một lần nữa. In verse 22, he says, I brought you to a new mountain. It's called Mount Zion. It's also called the city of the living God. It's called heavenly Jerusalem, and there's lots of angels there. And the general assembly of the church is there. And, um, God is there, he's the judge of all, the spirits of righteous men who've been made perfect are there, and Jesus, the mediator of a new covenant and the sprinkled blood, it's all there at. the các linh hồn người công chính được trọn lành gần Đức Chúa trung bảo của giao ước mới tức là gần huyết rưới ra. So what is this Mount Sinai? This Mount Zion that God has brought the church to. Sinai, mà Chúa đem đến cho thánh là gì? I think it's the experience that we have in worship. Tôi nghĩ đó là kinh nghiệm chúng ta có trong sự thờ phượng. When I worship, I worship before the throne of God. Khi tôi thờ phượng, tôi thờ phượng trước ngai Đức Chúa Trời. John did it in the book of Revelation. đã làm điều đó trong sách Khải Huyền. up to a door in the sky and he just before the throne. Ông đã đi qua một cửa trên trời và ông chỉ thờ phượng trước ngai. And he saw heavenly Jerusalem and he saw all the angels worshiping there. Và ông thấy Jerusalem trên trời và những thiên sứ đang thờ phượng ở đó. So when you and I worship, Bà nên khi the tôi và bạn thờ phượng, chúng ta có thể làm như vậy. We can take the eyes of our heart and we can go into the Chúng ta có thể đem con mắt lòng của chúng ta và có thể đi vào trong thiên đàng. We can see this heavenly city. Chúng ta có thể thấy được thành của thiên đàng. And we can join with them as they worship before the throne. Và chúng ta có thể tham dự với họ khi họ thờ phượng trước ngai của Chúa. So God is offering his voice again. He's offering intimacy again. Và Chúa ban cho tiếng ngài một lần nữa, ngài ban ban cho sự mật thiết. And in verse 25 he says this. Chúa phán. See to it that you do not refuse him who is speaking. Anh em speaking. hãy giữ chớ từ chối đấng phán cùng mình. I mean that's what they did. Đó là did. điều họ muốn làm. Những Israel đã khước từ tiếng của Chúa. Và Chúa đang kêu này các bạn và tôi đừng từ chối tiếng của ta lúc này. Điều đó khiến ta mất nhiều thời giờ để phục hồi mối quan hệ với con. My, my, son Jesus had to die a horrible death on Calvary so I could restore a relationship Con trai with you. Của ta, Yesu, đã chết một cách đau đớn trên đồi Golgotha để ta có thể phục hồi mối quan hệ với con. So from, he's begging us to hear his voice and to live out of his voice. Ngài kêu gọi chúng ta hãy nghe tiếng Ngài và sống với tiếng của Ngài. And then if you go to the book of Revelation, bạn xem trong sách Khải Huyền, In chapter 19, verse 7, it says Đoạn 19, câu 7 nói rằng, that Chúng ta đã đính hôn để cưới nhau. And we're the bride, he's chúng the ta là cô dâu và ngài là chàng rể. And at this period of our life, we're engaged. Trong giai đoạn này, chúng ta đã đính hôn rồi. So what's supposed to happen during the engagement period? vậy, suốt thời gian đính hôn, chúng ta phải làm gì?

He says, no, that's what we're supposed to be doing right here, right now. Ngài nói, không, đó là những gì phải diễn ra ngay bây giờ. And so do you see that from Genesis to Revelation, God has always hungered for a people who could hear his voice? Và bạn thấy không? Từ sáng thế ký đến khải quyền, Chúa luôn luôn khao khát dân sự có thể nghe tiếng của Ngài. That's what the Garden of Eden was all about. Đó là những gì đã diễn ra tại vườn Eden. And he's still begging for you and me, will you please come and hear my voice? Và Ngài vẫn kêu này bạn và tôi, con sẽ đến và nghe tiếng ta chứ? I don't want you just live in a bunch of Ngài đang nói, ta không muốn con cứ sống với pháp luật. I created you to go for a walk with me in the cool of the Ta tạo dựng con để bước đi với ta trong một ngày đẹp trời. Will you come and hear my voice? Con có đến để nghe tiếng ta không? And so I said to God, yes. Và tôi thưa với Chúa, dạ. I said. I was tired of living under law. Tôi đã quá chán sống với luật pháp. It was heavy It produced guilt and Nó thật là nặng nề và nó sinh ra mặc cảm và sự định tội. I wasn't full of joy and light. Tôi đã không hề vui mừng trọn vẹn. And I wanted Và tôi muốn điều đó. And so I said, Lord, yeah, I'll come and hear your voice. Tôi đã nói, vâng thưa Chúa, con sẽ đến và nghe tiếng Ngài. And today God is asking you, will you come hear my voice? Hôm nay Chúa đang hỏi bạn, con có đến và nghe tiếng ta không? Will you make that your number one priority? Con sẽ để điều này là ưu tiên số một không? Will you be a là một Mary không? Who will sit at my feet and hear what I have to say? Là người ngồi dưới chân ta và nghe những gì ta nói. Because that's what I think is really important. Bởi vì điều đó thật sự là quan trọng. And so now we get a chance to respond back to God. Và bây giờ chúng ta có một cơ hội để đáp ứng với Chúa. And if you want to pray this prayer, say it after me. Nếu bạn muốn cầu nguyện thì hãy lặp lại theo tôi. Lord Jesus, I see the hunger of your heart. Lạy Chúa con thấy được tấm lòng khao khát của Ngài. You want me to live out of a relationship with you. Ngài muốn con sống trong mối liên hệ với Ngài. Ngài đã tạo nên con để sống trong mối liên hệ với Ngài. Ngài đã sai con Ngài đến để chết thai để con có một mối liên hệ với Ngài. Và lại Chúa, con sẵn sàng để điều đó là ưu tiên số một trong cuộc đời của con. Con sẽ không chỉ giữ tuân theo luật pháp. Con sẽ đi xa hơn điều đó Con sẽ nghe tiếng của Ngài I will be like your son, con sẽ trở nên giống như Chúa Giêsu con ngài. I will do only what I hear the Father con sẽ làm những gì mà con nghe Đức Chúa Cha phán and see the Father và thấy ngài làm. I will spend time letting you talk to me on a daily basis. Con sẽ để thời gian để ngài nói với con mỗi ngày. I will be a branch grafted into a vine. sẽ là nhánh nho được tháp vào gốc nho. I will abide in Jesus. Con sẽ cứ ở trong Chúa Giêsu. I will let his life flow out through me. Con sẽ để cuộc đời của Ngài tuôn chảy qua con. Lord, I make this a priority. Lạy Chúa, con sẽ để điều này là ưu tiên. And Holy Spirit. Và lại Đức Linh. I ask that you draw me into this life. Con xin Ngài kéo con vào trong nếp sống này. Teach me how to put intimacy with God first in my life. Dạy con đặt sự mật thiết với Chúa trước hết trong cuộc đời của con. And when I forget to do it, I pray, I ask that you convict me. Và khi con quên điều này, Chúa ơi, xin ngài cáo trách con. And as you convict me, I will Và khi repent. ngài cáo trách con, con sẽ ăn năn. And I will come back to hear His và voice. Và con sẽ trở lại để nghe tiếng của ngài. And to live out of what He is saying to và me. Và sống với những gì ngài bảo con làm. Thank you, Lord, that hearing your voice is easy. Cảm ơn Chúa vì nghe tiếng Ngài là dễ dàng. Thank you that Cảm ơn Chúa vì con cái của Ngài có thể làm điều đó. Thank you that I can Cảm ơn Chúa vì con có thể làm điều đó. Thank you that your sheep hear your voice. Cảm ơn Ngài vì chiên của Chúa nghe tiếng của Ngài. Lord, I am one of Lại Chúa, con là một con chiên của Ngài. I can hear your con có thể nghe tiếng Ngài. I do hear con nghe tiếng Ngài. Và con sẽ nghe tiếng Ngài. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Amen. Và điều tôi muốn các bạn làm là viết một bức thư tình gửi cho Chúa Giêsu. Khi tôi và vợ tôi Patty đã đính hôn, lúc đó chúng tôi đang học trong trường kinh thánh. And during the summer vacation we were separated by a five hour drive. Và suốt thời gian nghỉ hè thì chúng tôi sống cách nhau 5 tiếng đồng hồ lái xe. And every single day all summer long we would write a love letter back Và mỗi and một forth ngày trong suốt mùa hè chúng tôi đã viết thư nhau qua lại mỗi ngày. Now I'm a guy who hated to write but because I was in love I wrote a love letter every single day. Bây giờ tôi là một người ghét viết thư nhưng bởi vì khi tôi yêu thì tôi phải viết bức thư tình mỗi ngày. Tôi không biết các bạn đã từng viết thư tình cho Chúa Giêsu và nhận được thư hồi đáp của Ngài chưa? Hôm nay tôi muốn các bạn làm điều đó. Tôi biết các bạn có thể viết một bức thư dài cho Chúa Giêsu. Nhưng tôi sẽ nói bạn giới hạn nó trong một đoạn thôi. And say, Lord, here are some of the reasons I love you so much. Và nói rằng lại Chúa, đây là những lý do khiến con yêu Ngài rất nhiều. And after one paragraph, let him speak back to you. Và sau đoạn đó, thì hãy để Ngài hồi âm cho bạn. What I want you to do is fix your eyes <laughs> on gì tôi muốn bạn làm là tập chú vào Chúa Giêsu. Just picture him there next to you in a comfortable seat. Hãy hình dung Ngài ngồi bên cạnh bạn trong một nơi thoải mái. And put a smile on your face. Và bạn đang cười tươi. Và hãy xoay theo ý nghĩa đó. Và bắt đầu viết xuống những ý tưởng mà bạn nghĩ rằng Chúa đáp ứng lại với bạn. He's say, I love Ngài you sẽ nói, ta cũng yêu con. Like Và tôi muốn bạn viết đoạn thứ hai về việc Ngài đang nói với bạn về tình yêu của Ngài dành cho bạn. Đây là bức thư tình hai chiều đi và về. Và tôi muốn bạn chia sẻ bức thư này với những người trong nhóm. Just read what God has spoken to you. Hãy chỉ đọc những gì Chúa đã phán với bạn. it's tremendously life-giving to hear the words of the Lord. Điều vô cùng kỳ diệu mà cuộc sống ban cho là nghe được những lời Chúa phán. He said, he said, my are life. Phán, lời của ta là sự sống. And when we read our journaling and people hear what God is saying, it inspires life in our hearts. Khi chúng ta đọc nhật ký của mình và những người nghe những gì Chúa nói, thì nó tác động trên đời sống chúng ta. And so you'll release the life of God one to the other. Và bạn sẽ phai khai phóng sự sống của Chúa cho nhau. Và khi một người chia sẻ nhật ký của họ, nếu bạn cảm thấy điều đó đến từ Chúa, hãy nói với họ. Và nói rằng, tôi thật sự tin rằng Chúa đang phán. Và xây dựng đức tin của họ để họ dạng dĩ tiếp tục làm như vậy. Và khi chúng ta trở lại, chúng ta sẽ nói thêm một số cách để lắng nghe tiếng Chúa. We are excited to share a couple examples of journaling with you. Chúng tôi thật vui mừng chia sẻ một vài thí dụ về nhật ký của các bạn. We have with us, with us, Nidish and Rajiv. Chúng tôi có Nidra và Ravi ở đây. Welcome. <cười> <cười> Xin chào. Good to have you with us. <laughs> thật vui khi có bạn đến đây. So Nidish, this journal entry was your first, your first journal entry? <laughs> Nidra, đây là nhật ký đầu tiên mà bạn ghi chép phải không? Yes it was. Oh. Vâng. So how about if you share with us what you, know, what you shared with the Lord and what he said back to you? Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã chia sẻ với Chúa và Ngài đáp lời bạn như thế nào không? Yeah, I would like to share the scene with you where I saw the first time and I actually saw myself as a seven, year old kid. I was walking with Jesus along the sea of Galilee. Vâng, tôi muốn chia sẻ một hình ảnh mà tôi đã thấy lần đầu tiên. Thật sự Tôi thấy lúc đó tôi khoảng 7 hay 8 tuổi, tôi đang bước đi với Chúa Giêsu dọc theo bờ biển Galilee. And, uh, we were with our hands in hands. Và chúng tôi mm. tay trong tay bước đi. And we were and Chúng tôi đang bước đi bỗng nhiên Chúa Giêsu bồng tôi lên tay ngài và đưa tôi vòng quanh và ôm tôi áp sát vào sau gái của ngài. Rồi tôi nhìn khuôn mặt ngài và tôi bắt đầu nói chuyện với Chúa. Tôi muốn nói với ngài là con yêu Chúa nhiều lắm nhưng tôi thật kinh ngạc là ngài đã yêu tôi nhiều nhiều đến giường nào. So in my love letter I could just ask Lord that what do you see in me that makes you love me so much. Vậy nên trong bức thư tình của tôi tôi chỉ có thể hỏi Chúa là ngài thấy con là ai mà ngài lại yêu con nhiều như vậy. You know everything I do. You have seen all my actions. Ngài biết mọi điều con làm, ngài đã thấy hết những hành động của con. Ngài biết mọi suy nghĩ của con. Ngài thấy những điều tốt và những điều tồi tệ trong con. Still you love me. Why? Vậy sao Ngài vẫn yêu con? Tại sao? Then the Lord said, I have called you my son. You are not my servant. Call me father. Và Chúa nói, Ta đã gọi con là con trai ta. Con không phải là đầy tớ ta. Hãy gọi ta là cha. And he said, loving you is a decision I made before the creation. Rồi ngài nói, yêu con là một quyết định mà đã được dự định trước khi sáng thế. And I stand on my decisions. Và ta vẫn giữ quyết định đó. What, what you, whatever you do would nev, never, change my love for you. Bất cứ điều gì con làm sẽ không thay đổi được tình yêu của ta dành cho con. But it gives me joy that you recognize my love and want it. Ta vui vì con nhận biết được tình yêu của ta và muốn tình yêu đó. I said to him, oh Lord, oh my Father, your love is my life." Tôi nói lại Chúa, cha của con, tình yêu của ngài là sự sống của con. My strength. Là sức mạnh của con. How much I enjoy being in your arms. Con vui hưởng trong vòng tay của ngài biết bao. To hear your heartbeat để nghe nhịp đập của trái tim ngài, to feel your warmth, để cảm nhận sự ấm áp của ngài. Can it like this? Điều này có thể cứ như vậy mãi. Và the Chúa phán, Ta đã luôn mong chờ con đến và nói với ta. But now that you are here, nhưng bây giờ con đã ở đây. I want you to stay near me. Và ta muốn con ở gần ta. Hear my voice. Hãy nghe tiếng ta. Know my will. Nhận biết ý muốn ta. Just be around me. Hãy ở bên ta. When I said to him, Oh daddy, I love you so much. <laughs> Và tôi nói, cha ơi con yêu cha nhiều lắm. And I cling my arms around his neck. Và tôi bám chặt tay tôi vào cổ ngài.

Is your journaling from your first day also? Yeah, it was uh, my first day. Raji, đây cũng là nhật ký đầu tiên của anh phải không? Không phải. Đây không phải là lần đầu. All right, so how about if you share what you said to the Lord and what he said back? Vậy anh hãy chia sẻ những gì anh nói với Chúa và Chúa nói với anh. Yeah. Hello Jesus Father, this is my first love letter. Xin chào Chúa Giêsu cha của con, đây là bức thư tình đầu tiên của con. I don't know what to write. Con không biết phải viết gì. I thank you for giving me this life. Cảm ơn cha vì Ngài ban cho cuộc sống này. Chúa ơi con biết rằng Ngài luôn ở với con trong mỗi phút giây trong cuộc đời con. As my friend, parent, my God. Ngài là bạn của con, người cha của con và Chúa của con. Your love is thank you for, thank you, Tình yêu của Ngài không hề phai tàn, con cảm ơn cha. Lord, I want to see you. Cha ơi, con muốn thấy Ngài. I want to tell everyone that the Lord is an awesome God. Con muốn nói với tất cả mọi người rằng Chúa là một Đức Chúa Trời vĩ đại. Father, please talk to me. Cha ơi, xin phán với con. I'm waiting for your reply. Con mong đợi sự hồi đáp của Ngài. So when I was writing this letter, I was crying badly. <laughs> Khi tôi viết bức thư này, tôi đã khóc quá chừng. Suddenly it like image came. Bỗng nhiên có một hình ảnh đến. Thank you son, do not cry. Cảm ơn con trai, đừng khóc. I, I have seen you from your childhood. Ta đã thấy con từ khi con còn nhỏ. After hearing that I was crying badly. <laughs> khi nghe điều này tôi lại khóc thêm nữa. Don't cry. Đừng khóc. I have chosen you. Ta đã chọn con. To do something for my kingdom. Để làm một số việc cho vương quốc của ta. You, you humble yourself con, in me. Con hạ mình trước ta. And wait in me. Và chờ đợi ta. Chỉ vậy me. thôi. Amen. Let's give him a big hand, all right? Hãy cho anh pháo tay. <laughs> That was fantastic journaling. Đây là một ký tuyệt vời. Thank you for sharing it. Cảm ơn anh đã chia sẻ. And so often tears are part of our journaling. Đôi khi nước mắt cũng là một phần nhật ký của chúng ta. Because when the Lord speaks into our heart, it touches our heart and and that produces tears. Và bởi vì khi Chúa phán với chúng ta, đụng chạm tấm lòng của chúng ta thì chúng ta sẽ khóc. So we always celebrate tears. Cho nên chúng ta luôn vui trong nước mắt. And I want to encourage you to take your journaling and your love letter and share it with someone. Tôi muốn khích lệ các bạn đem nhật ký của mình, bức thư tình của mình chia sẻ với ai đó. And let someone say back to you, that's good, that's God. Và hãy để cho họ nói với bạn rằng điều đó tốt và nó đến từ Chúa. And let them build up your faith so you're encouraged to continue journaling. Và để họ xây dựng đức tin của bạn và để bạn dạn dĩ tiếp tục viết nhật ký so perhaps before you leave your, your service tonight, just, just share your with one other person. trước khi bạn về nhà tối nay hãy chia sẻ nhật ký của bạn với người nào đó. And I just pray God's blessing upon you this week as you go forth and journal. Và tôi cầu nguyện phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên bạn tuần này khi bạn tiếp tục đi tới và viết nhật ký. And Father, we thank you for what you do. Và lại Cha, con cảm ơn Ngài về những gì Ngài đã làm. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Amen.